Em xin chân thành cảm ơn khách hàng ở Buôn Mê Thuật này, chú Hoàng Trần ạ. Cái tài khoản Zalo là Hoàng Trần đã ủng hộ một cái sản phẩm siêu cúc đây cả nhà. Siêu cúc zin ạ. Đây cúc zin đúng không anh? Đăng cái mặt hoa này cả nhà này, nó nở lên này, nó nở ở đây là gọi là hoa trái mùa nha cả nhà. Siêu cúc zin hoa trái mùa đó. Thì chú ủng hộ xong cái sản phẩm này là chú nhờ là xuống tàn để chăm sóc gửi lại tới Tết là chú mới lấy. Thì nhà vườn cũng gửi lại và tính thêm một chút cái tiền là công chăm sóc một năm. Thì bây giờ em cũng quay cái video này mang tính chất là chia sẻ để cho khán thính giả trên kênh Lang Thang Sông Cầu chúng ta cùng biết được cái sản phẩm mai cúc zin, siêu cúc zin này. Đấy là mai đây, mai lớn lớn đấy nhà cả nhà, mai lớn. Bây giờ đang nhờ nhà vườn có cái kỹ thuật đấy cả nhà. Nhà vườn có kỹ thuật thì nhờ nhà vườn xuống tàn dùng, xuống tàn để cho Tết nó ra đúng 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 bông và đúng Tết đó cả nhà. Mai mình xuống lá nữa. Đó. Bây giờ là xuống tàn rồi, mai mới xuống lá nha cả nhà nha. Mai còn ít lá nữa. Mai còn ít lá là nhà vườn để xuống lá nữa. Thì bây giờ chỉ chia sẻ cái xuống tàn thôi. Xuống tàn thì đúng của nhà vườn luôn nha. Để nhà vườn này chăm sóc luôn mà. Chú gửi lại ở đây để nhà vườn chăm sóc luôn đấy. Thì cây mai này thì cứ lâu lâu thì sau khi gửi lại thì lâu lâu em lại chụp hình để gửi để báo cáo cho khách hàng là cây mai nó như thế nào đấy, cho nên là em là ký vậy chứ không nói chung là khách hàng nói là cứ tin tưởng qua em á, cho nên em cũng làm hết cái khả năng có thể để cho khách hàng yên tâm cái sản phẩm mai mình đang ở nhà vườn bây giờ sức khỏe có cây mai như thế nào và phát triển như làm sao em đều chia sẻ hết. Cứ khoảng một thời gian em lại chia sẻ cho khách hàng một lần để khách hàng xem. Để một phần là mình yên tâm là cái mai của mình vẫn còn y bị, chứ không có sợ vì cái gì đó mà khuất tất gì đó nha cả nhà. Khi mà chúng ta mua qua mạng chúng ta rất là sợ cái điều đó xảy ra. Nhưng mà em cố gắng làm sao để cho khách hàng yên tâm đến mức cao nhất có thể. Cái lâu lâu mà không cần khách hàng mới nhắc nhở đâu thì em cũng chia sẻ lại. Thì em cũng đăng chụp hình em đăng cho khách cho chủ cây xem. Đó, thì rất là nhiều các sản phẩm mai đẹp nha. Khi mà khách hàng tới với em để bất kỳ cái sản phẩm nào có tầm tiền nào em cũng cố gắng để em tìm cho khách hàng. Cứ yên tâm là sẽ có nha, không có lo lắng gì hết. Sẽ có hết các cái sản phẩm để mà chia sẻ cho khách hàng chúng ta cùng xem. Đây nha, cái này thấy này, chúng ta thấy là cái hình này. Đó. Cảm ơn chú Hoàng Trần nha. Hoàng Trần đã như Buôn Mê Thuật ấy, nói là như gần cà phê Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ á, nhà sáng lập tập đoàn Trung Nguyên, cà phê Trung Nguyên rồi cả nhà. Đây cái cây sau khi mà xuống tàn thì em cũng sẽ chụp hình để em gửi cho chú để chú biết tình hình. Đây là gọi là siêu cúc rồi. Này siêu cúc nha cả nhà. Thôi sẵn có mấy cái lá anh làm luôn đi cho nó sạch luôn. Mình làm dấu mà mình làm giống mà. À làm giống à. Đấy là sẵn có mấy cái lá làm luôn đi cho nó sạch luôn để em chụp luôn. Đúng rồi, nó không có nhiều á. Cây này nó thiên về gọi là bonsai đó cả nhà. Nó thiên về bonsai với cái củ là chà bá luôn. Nó là mai nó lỡ lỡ. Nó lỡ đó. Lỡ là dáng lông mà nó lỡ. Nó dạng lùng. Lùn lực. Cây đây là bây giờ nhà vườn bắt đầu lại tiếp tục để chăm sóc này. Theo đúng là quy trình chặt chẽ của nhà vườn nha. Để Tết thì sẽ cho hoa đúng Tết để cho chú có tài khoản Zalo là Hoàng Trần để chơi Tết cùng với gia đình. Để chú thì hai chú cháu cũng được chuyện trò qua Zalo rồi, cũng nhìn thấy hình ảnh của nhau rồi. Thì chú cũng lớn tuổi rồi. Đó. Cũng thích các cái sản phẩm của mai vàng thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định đó. Bông ạ. Bây giờ là nhà vườn xuống bông xuống ấy hết trọi luôn nha. Đó. Tới đâu em sẽ chia sẻ tới đó nha. Đó. Sạch sẽ chưa cả nhà? Đây cái bông này em cầm cái bông để em rơi cho cả nhà coi nha.
bông đây, bông của nó nha cả nhà, màu vàng nghệ nha. À, đẹp chưa bông này, đây là bông trái vụ nha cả nhà, không phải bông đúng vụ nha. À, đây này bông đó cả nhà, à, mặt bông đó. Bông của nó đó. Rồi cảm ơn khách hàng chú Hoàng Trần rất là nhiều nha. Thì những hình ảnh này cũng như là cái hình ảnh để báo cáo cho chú biết là cây mai đã được xuống lá, để cho chú yên tâm nha. Thì cứ lâu lâu cháu lại chia sẻ cái hình ảnh chụp hình để gửi cho chú, để chú yên tâm về cái sản phẩm mai đang được nhà vườn chăm sóc rất là tốt nha. Rồi khách hàng có nhu cầu có thiện chí thì cứ nhắn tin gọi điện cho em nha. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Xin phép được khép lại cái video này ở đây nha. Xin kính chào tạm biệt cả nhà nha. Nếu mà khách hàng có thiện chí với sản phẩm nào thì nhắn tin gọi điện qua Zalo cho em. Còn rất là nhiều các cái sản phẩm để em quay qua. Cái đây là cúc, cái lấy gì anh? Cúc hết rồi, mình nhổ đi rồi đó. Đây là cả nhà này. Đây là một loạt cúc đây cả nhà này. Cúc giang thông nha, một loạt luôn nè cả nhà. Đây nha, cúc giang thông và cúc gin giang thông nha. Nguyên một loạt đây nè cả nhà, cứ nhắn tin gọi điện cho em nha. Bữa giờ mà nó nở này. Cái đây nó nở, cái mặt bông nó rất là lâu tàn nha cả nhà. Em đây em chia sẻ nha. Một cái lô cúc giang thông này, lô này dưới 1 triệu nha cả nhà. Dưới 1 triệu một cây nha. Thì cụ thể như thế nào thì nếu khách hàng có thiện chí thì cứ nhắn tin gọi điện cho em. Nhắn tin gọi điện cho em nha. Em sẽ báo giá trực tiếp cái lô này cho cả nhà nha. Thì cũng như là cả nhà mà cần cái kỹ thuật chăm sóc mai thì cứ nhắn tin gọi điện cho em. Em sẽ chia sẻ làm thế nào để cho cả nhà chúng ta chăm sóc được cây mai đúng cách, để cho tết nó tròn, nó bông đẹp nha cả nhà. Đây nha, đó em đó, em chia sẻ cái lô này còn nhiều lắm nha cả nhà. Đó, còn đó, rất là nhiều cái lô này đó, cái lô cúc giang thông này, cúc gin như cả nhà, đọt đỏ này. Đó là cả nhà này, lô mai dưới 1 triệu nha. Mà khách hàng muốn bao ship thì em cũng bao ship cho cả nhà luôn nha. Thêm nếu mà bao ship toàn quốc thì thêm cho em tùy theo cái khoảng cự ly gần và xa, nhưng mà xa nhất thì thêm cho em khoảng 200.000 nữa, ví dụ như đi ra Hà Nội, Hải Phòng gì đó thì thêm em 200 để em bao ship. Đây cả nhà, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều nha. Em xin kính chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Ai có thiện chí thì cứ nhắn tin gọi điện cho em ạ. Chúc cả nhà vui vẻ và hạnh phúc.